Anh ơi, make up kiểu Kylie Jenner đi ạ. À, không anh làm. Tự nhiên kêu make up theo Kylie Jenner. Kylie Jenner ta để mặt mộc không có khi nào make up đâu. Hiếm lắm mới có tấm make up á. Vậy để tôi kiếm nha. Thật ra con ả tỷ phú này cũng không có gì đẹp. Nhưng mà tôi mê. Bây giờ tôi sẽ làm theo cái make up này nha. Mắt màu nâu, eyeliner mỏng nhẹ phía sau đuôi và một chút nhũ ở đầu mắt. Môi nút nút bóng bóng. Ok. Tiên là khăn lấy cái màu nâu kem trong mảng bronzer Anastasia, khăn đánh lên toàn bộ bầu mắt nha. Người nhớ đánh cao lên đi, to như con mắt của Kylie nha. Mình dùng một màu đậm hơn để nhấn ở phần đuôi, mình chấm nhẹ 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 vào phía trong một chút xíu luôn nha. Cuối cùng là thêm một chút nhũ vàng ở đầu mắt. Sau đó là vẽ eyeliner nhé, và nhớ là không vẽ ở trên chân mi nha. Tiếp đến là cặp mi giống tôi nè, cắt ra làm hai xong rồi dùng phần đầu để gắn vô cái đuôi của mình nha. Không có cần dày quá đâu, thật ra là Kylie nó không có gắn mi luôn, nhưng mà mình phải gắn để cho dài giống như của nó vậy đó. Xong rồi dùng lại hai màu nâu ở trên mix lại và đánh cả mi dưới. Nhớ là phải đánh má hồng thật là đậm nha, tự nhiên Kylie cỡ này nó đánh má hồng đậm đến ghê luôn á. Xong rồi trộn hai cái màu son giống tôi. Ai không thích bóng thì để lì cũng đẹp nha. Cái mặt tôi chỉ mô phỏng thôi, chỗ nào không giống mọi người sẽ xấu giùm tôi. Còn không sẽ xấu thì thôi. Mọi người đi ăn đi qua, các con ghê, ngon nhàng ghê, quên tôi ngủ đây sao đâu kê.